Zombie Apocalypse. Các anh em đến với kênh của mình nha. Và mình là Gấu. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với lại hầm ngục của tuần Blackwick nha. Blackwick thì nó sẽ thay đổi mỗi ngày một hầm ngục khác nhau vào mỗi 24 giờ hàng ngày cho đến thứ ba tuần sau nha anh em. Và hầm ngục ngày hôm qua đã cho anh em những cái yên tết chế sẵn, thì hầm ngục ngày hôm nay sẽ free cây cho anh em. Nghĩa là anh em đi tới bot mà không cần phải qua cổng, anh em sẽ được miễn phí cây. Đây anh em có thể quan sát này, từ vị trí xuất phát anh em đi qua con Dimetrodon và vượt chấp A lấy chìa khóa và tới phòng Wooly là tới bot nha anh em. Đây anh em thấy đấy. Còn anh em nào mà muốn lấy cái rương tích lúc ấy thì anh em cần phải qua phòng của con Otto cũng như là con Paris. Đây. Nói chung là tùy anh em, nếu mà anh em nào mà muốn cày đồ tech ấy thì đi bên trái. Còn nào anh em nào mà muốn cày element ấy thì đi bên phải thôi. Nói chung là chỉ cần là đánh con Dimetrodon cũng như là con Wooly là xong hầm ngày hôm nay. Nói chung là hầm này cũng tương đối là khá đơn giản đối với những mà anh em đã đi được chấp A nha anh em. Còn anh em nào mà chưa đi được chấp A thì có lẽ nó hơi khó khăn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với hầm ngục của ngày hôm nay nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Bắt đầu nào anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại hầm ngục của ngày hôm nay nha. Và hầm ngục này thì bây giờ mình sẽ quay kiểu run nhanh phòng thôi nha anh em. Bởi vì mình tính quay cái này vào ngày mai. Nhưng mà mình sẽ run trước cho anh em xem về free cây nha. Ngày mai mình sẽ nhặt cây cũng như là nhặt cái Ruvranium chứ không có để cay trong người. Này, ở ngay chỗ đoạn này thì anh em ném bola cho mình nha. Anh em ném bola cho mình. Con ném vào con hải ly nha anh em. Anh em ném vào con hải ly. Mấy cái con như hải ly hay là cái con heo hồi máu các kiểu ấy thì anh em có thể sử dụng bola để ném nó. Nó sẽ đứng yên mà mình có thể bắn nó dễ dàng hơn nha anh em. Chứ mấy con này nó di chuyển khá là khó chịu. Bây giờ thì mình sẽ nhặt rương tét lút trước nha anh em. Đây, ngay chỗ cái đoạn cháp này thì mình anh em canh giúp mình hai cái nhịp dài đập liên tục và sau đó là một cái nhịp bình thường. Đây anh em nhịp bình thường này. Để tí mình quay lại mình sẽ cho anh em xem. Tí mình sẽ quay lại và mình sẽ cho anh em xem cái nhịp của cái cháp quơ đấy. Hầm này thì anh em rung nhanh thôi. Anh em ta có thể cày cái tích lúc này và rung hầm cũng nhanh thôi nè. Đây, cái đoạn cháp này thì anh em đứng sát tường cho mình nha. Đây, đứng sát này. Đây. Anh em canh như thế nào mà tới đoạn này anh em nhảy được. Đấy, đây này. Đấy. Đấy. Vừa đẹp luôn anh em. Đây, anh em tiếp tục đứng sát nha. Và ngay đoạn này thì anh em cần phải canh cục cháp này. Nó lên và xuống lại thì anh em bắt đầu nhảy nha. Lên và xuống lại này. Đây, anh em chờ này. Nó lên này. Đấy, và xuống lại là nhảy này. Đấy, khá là đơn giản nha. Còn anh em nào mà sử dụng cánh ấy, được áo bơi anh em à. Ôi, chó bơi làm gì, ai cần. Đấy, anh em nào mà sử dụng cánh ấy thì canh cái cục cháp thứ hai nha. Nó mà lên xuống là nhảy. Đấy, nhảy này. Đấy, khá là đơn giản nha. Nói chung là cái nào thì cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là anh em cần phải biết canh được cái cục cháp nữa. Anh em là phải tập lấy đà nha anh em. Sẽ biết 150 là anh em có thể lấy đà ổn rồi. Anh em nhảy mấy cái cháp dâm ấy, chủ yếu là đà thôi. Vậy bây giờ mình sẽ nói về cái cháp quơ này nha. Cháp quơ của màng băng. Đây là cái nhịp chạy này anh em. Anh em thấy đây là nhịp chạy nha. Đây, bây giờ nó sẽ reset lại này. Nhịp chậm đầu tiên. Anh em đếm cùng mình nha. Nhịp thứ hai. Sau đó là nhịp đập bình thường. Rồi đây là nhịp chạy nha anh em. Đấy, sau nhịp thường là nhịp chạy. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với lại phòng cây cũng như rương cây cũng như là phòng bốt. Hai này thì đơn giản thôi nè. Chủ yếu là anh em phải đi được cháp nha. Cái vấn đề chủ yếu là cháp thôi. Đa số cháp thì mình đã hướng dẫn cho anh em ở rất nhiều video rồi. Anh em có nào mà chưa xem ấy thì có thể coi lại cái clip của mình. Phòng của con đi me này nè. Phòng này thì anh em có thể sử dụng cung hoặc kiếm gì đó tùy anh em nha. Mình thì mình thích làm Robin Hood. Đây là mình sẽ sử dụng cung. Chạy giữ khoảng cách nha anh em.
con này nó di chuyển khá là nhanh, nhưng mà khi anh em đi vào sát vào mấy tường ấy thì nó sẽ bị loạn, nó sẽ chạy loạn, bị kiểu bị loạn anh em, nó sẽ chạy qua chạy lại. Đây, khi vào được vào sát góc tường nó sẽ bị loạn này anh em. Ôi không ghim cung được, ôi bị gì đấy, game lag thật sự. À rồi ca nén rất có hai mấy cái lỗi như là không dương cung được nha này, cái lỗi rất là khó hiểu. À không dương cung được, à nạp đạn hai lần, nhiều khi ba lần cũng này. Nói chung là có mấy cái lỗi này rất là hài hước. Bắn khẩu số cung 6 viên mà phải nạp hai lần đạn, tính là nạp được 12 viên cũng đây này, mà nó chỉ có hiện 6 viên à. Nhiều khi mình không hiểu là do bị lag game hay là do game. Đây, anh em thấy đây. Rồi, xong rồi anh em. Bây giờ mình đi lấy cây nha. Chắc bằng thì anh em có thể coi cái clip hướng dẫn của mình để nó cụ thể hơn nha. Anh em chỉnh về tốc độ chậm để có thể hiểu rõ mình nói. Bây giờ nó cũng tầm hình như là 1 giờ đâu đấy anh em. Mình đoán là như vậy. Mình cũng tính là mà đầy đủ, nhưng mà mình nghĩ lại là có một cái mình muốn đây một cái free cây về cho anh em xem. Đây là cây này. Đây là cây miễn phí nha anh em. Anh em có thể chờ hầm khó và anh em không thể lấy cây được thì có thể sử dụng cây này để tới boss nha. Cây này rất là lợi nha anh em, lâu lâu nó cho free cây này rất là lợi nha. Free cây này thì anh em có thể để dành và nào chờ tới hầm khó thì mình bắt đầu lấy ra xài thôi. À, để mình nhặt cái rương ở trên này coi có gì xịn không. Hồi nãy thì mình bỏ quen qua một cái rương Phrenium ngay chỗ đoạn cây luôn. Rất là đen, quen mắt anh em à. Mắc rương Phrenium rồi. Nếu mà nãy mà nhớ là có lẽ là sẽ không bị mắc rồi. Ở phòng Wooly này thì khá là đơn giản rồi anh em. Còn Wooly giờ này nó di chuyển khá là chậm chạp, anh em có thể là giữ khoảng cách và bắn nó thôi. Nó đánh đau thật nhưng mà rất khó để đánh trúng anh em, bởi vì nó di chuyển rất là chậm nha. Ê đấy, bảo khó đánh trúng phải là đánh liền, dính liền đây nè. Nó di chuyển khá là chậm nha anh em. Thôi, tại lúc bình tĩnh rồi anh em, hút hai phát rồi. Anh em chỉ cần giữ khoảng cách với nó được nha. Bắn này thì di chuyển khá là chậm thôi. Nãy giờ thì mình muốn bắn nó nhanh nên mình phải đứng gần nó. Giờ này mà giữ khoảng cách thì mấy con này nó khó, rất khó đánh dính, bắn đánh dính được. Đây này thì rất khó để đánh dính nha. Anh em muốn bắn nhanh thì anh em đứng gần nó. Đây này, đứng gần thì hai viên thôi. Rất là đơn giản nha anh em, nhưng mà đơn giản thì vẫn bị hút hai phát này, do mình tham đam quá đây mà muốn đứng gần để bắn nó nhanh hơn. Đây bây giờ mình sẽ tới boss nha. À đây là có một rương Phrenium cũng như là tới thẳng phòng boss này, chỉ cần qua được cái cháp này nữa thôi. Đây, Rufra ở đây nha anh em. Để coi nó chỗ gì. Một cái toy nào, toy xịn nào. Rồi, cho mấy cái này thì chỉ biết chân thôi chứ chả biết làm gì. Cái này có cho rất là nhiều nha anh em. Rồi, nó tích.
Con này thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em đánh rồi. Đó là anh em sử dụng kiếm. Mỗi khi bị, anh em lưu ý giúp mình này, mỗi khi bị giật thì mình mới có thể ăn bình ít tim nha anh em, là bình giảm chóng ấy, mỗi khi bị giật thôi nha. Đây, anh em nhìn này. Đấy, bị giật là mới ăn được này, đấy mình ăn đấy. Nhưng mà chỉ trong thời gian bị giật thôi nha. Còn anh em không bị giật thì không ăn được nha. Này bây giờ mình ăn không được này, dù mình có nhắn như thế nào thì cũng không ăn được. Nhưng mà mình bị giật điện thì mình có thể ăn. Anh em chém thì nó sẽ đỡ nhân bản hơn nha anh em. Anh em chém thì nó đỡ nhân bản hơn nha. Anh em mà bắn nó thì nó sẽ nhân bản ra, và chém thì nó sẽ đỡ hơn. Chém thì nó sẽ đỡ nhân bản hơn rất là nhiều. Chém thì tầm vài giây. Cái này mà mình có cái chân vịt nữa thì mình chém này rất là nhanh. Xui lắm, có chân vịt. Rất là nhanh nha anh. Đấy, còn con này thôi. Đấy. Đấy, rất là nhanh nha anh. Đấy, anh em thấy rất là nhanh. Nói chung hầm này thì run thì chắc cũng tầm cây đến bốt thôi thì chắc cũng tầm 6-7 phút à. Chúc anh em may mắn vào hầm ngục này nha. Ngày mai mình sẽ run full hầm. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.